Kính thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 3 năm 2023, gần 90.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và tại điểm thi số 15 trường Đại học Quốc tế thì chúng tôi đã ghi nhận có rất nhiều học sinh tỉnh đến đây từ rất là sớm để ôn bài và chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào kỳ thi. Và cùng Trang Châu tìm hiểu xem các thí sinh này đã ôn bài ra sao và chuẩn bị tâm lý như thế nào nhé. Ngay từ sáng sớm, điểm thi trường Đại học Quốc tế ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã đón hơn 1.000 thí sinh đến dự thi. Đây là một trong số 65 điểm thi đánh giá năng lực được bố trí ở 21 địa phương trên cả nước trong kỳ thi đợt 1. Thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để di chuyển đến điểm thi, Quỳnh Hương cùng hai người bạn của mình quyết tâm thực hiện mục tiêu vào đại học mơ ước bằng số điểm cao nhất. Thì trước khi đến đây thì em đã mong muốn kết quả mình trên 1.000 điểm và em có ước mơ là vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ngành quản lý công nghiệp. Còn em thì mong muốn được trên 900 và có ước mơ là vào Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và là ngành điều dưỡng. Em thì em có ước mơ là được đạt được 1.000 điểm để vô được Đại học FPT và vào ngành ngôn ngữ Anh. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài việc ôn bài chăm chỉ, nhiều thí sinh còn phải tìm tòi, học thêm những kiến thức mới bên ngoài. Khi thi thì em đã học bài, chuẩn bị bài trước cách đây 2 tháng và có download và mua sách về để học thêm. Để đảm bảo giờ giấc và tâm lý trước khi vào phòng thi, Thảo Nguyên, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước đã đến thành phố Hồ Chí Minh từ hôm qua. Cũng như nhiều thí sinh khác, Thảo Nguyên khá hồi hộp trước khi vào phòng thi. Với nguyện vọng đăng ký vào ngành thương mại điện tử của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nữ sinh tận dụng tối đa thời gian ôn tập, tìm kiếm tài liệu từ nhiều tuần trước. Tại vì em ở chuyên nên là thời gian sử dụng điện thoại của em cũng hạn hẹp, nên là mỗi buổi chiều thì em sẽ dành thời gian để dùng internet để lên tìm các đề để ôn tập thôi ạ. Còn trong giờ học thì em chỉ ôn lại các kiến thức trong sách giáo khoa mà em có thể coi thôi. Cũng xuất phát từ tỉnh Bình Phước, anh Phan Văn Chính đã đưa con của mình đến thành phố Hồ Chí Minh từ hôm qua. Hai cha con ở nhà người quen để tiện cho việc di chuyển đến điểm thi trong sáng nay. Không đặt quá nhiều kỳ vọng để tránh con chịu áp lực, anh Chính động viên con cố gắng hết mình trong kỳ thi. Thì cứ động viên con là cố gắng, có nỗ lực, có thành công. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 có gần 90.000 thí sinh từ 1.885 trường trung học phổ thông của 61 tỉnh thành tham dự. Đây là đợt thi có số thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay. Năm nay, 87 trường đại học và cao đẳng sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để tuyển sinh. Trong kỳ thi năm nay, thì các thí sinh sẽ hoàn thành 120 câu hỏi trắc nghiệm, bao gồm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong vòng 150 phút. Trong đó thì có 40 câu thiên về ngôn ngữ, 30 câu về logic, toán học và phân tích dữ liệu, 50 câu còn lại là các vấn đề cần giải quyết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin của kỳ thi đến cho quý vị và các bạn trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Xin mời quý vị cùng theo dõi.